Thưa quý vị, cùng với việc mở rộng các khu đô thị, các khu dân cư mới, các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch cũng ngày càng phát triển và nhận được sự đón nhận của người dân. Bên cạnh việc phát triển các cửa hàng siêu thị đã đáp ứng được nhu cầu của người dân đô thị, thì hệ thống phân phối hiện đại này cũng góp phần không nhỏ thay đổi bộ mặt đô thị theo chiều hướng văn minh hiện đại. Cùng với sự phát triển dân cư, sự phát triển của các tòa cao ốc, các chung cư tại đô thị, thì mạng lưới bán hàng hiện đại cũng phát triển theo số lượng dân cư tập trung. Hiện nay, khó tìm thấy một chung cư nào không có một vài cửa hàng cửa hiệu. Hầu như các tầng trệt của các tòa nhà đều trở thành phố buôn bán sầm uất với đủ loại hàng hóa. Năm 2018, trước nhu cầu của thị trường về các mặt hàng thực phẩm sạch, thực phẩm hữu cơ, chuỗi cửa hàng thực phẩm ST Food đầu tiên được mở ra tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu. Đến nay, chuỗi cửa hàng thực phẩm ST Food đã mở rộng thêm 3 chi nhánh tại các khu vực đông dân cư của thành phố. ST Food phục vụ khách hàng từ các loại rau củ quả đến các loại thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn các loại. Thời gian đầu, người dân còn chưa quen với loại hình cửa hàng này, giá cả lại có phần cao hơn so với chợ truyền thống, nên còn nhiều băn khoăn. Tuy nhiên, chính cách làm và nét văn minh lịch sự khi người dân đến mua hàng tại đây, dần dần ST Food đã chinh phục được người tiêu dùng đô thị. Chị mua được chắc tầm gần 3 năm rồi đó. Từ lúc cũng mới mở, hàng hóa thì ok thì chị mới mua thực phẩm tươi sạch, ngon. Thứ nhất là trái cây, nó cũng ngọt á. Ở khu đô thị thì đời sống người dân rất là cao á chị. Người ta tập trung sống ở đây thì thường là chọn những cái cửa hàng tiện lợi mở được 24/24 giờ hoặc là những cái cửa hàng thực phẩm sạch. Thì đa số là nhu cầu người ta cần tìm về trái cây á, rau củ quả rất là nhiều, nên là bên em là lựa chọn là nằm ở khu đô thị thì để phát triển, với lại là để cung cấp cho người dân những cái thực phẩm sạch, đưa đến cho người dùng á những món hàng tốt nhất. Trước nhu cầu phục vụ người dân thị trấn Đất Đỏ, năm 2019, cửa hàng tự chọn Minh Trang đã được mở ra với đa dạng chủng loại hàng hóa. Là cửa hàng tiện lợi đầu tiên có quy mô lớn trên địa bàn thị trấn, cửa hàng tập trung vào việc đầu tư không gian thoáng đãng, các kệ hàng hóa, đồ dùng, trưng bày giống như một siêu thị mini. Nhờ vậy đã thu hút người dân đến mua sắm và hình thành thói quen mua bán hiện đại. Thì bãi nhà gần sát bên nè, về ghé đây mua luôn khỏi ra chợ. Cái gì mình cần thì mình mua theo nhu cầu của mình thôi. Còn những khách hàng nào người ta cần mua những món kia thì người ta mua cái món đó. Nói chung có trải qua cái thời gian khó khăn mà dịch rồi thì lúc này bán cũng được rồi. Nó cũng có nhiều cái mặt thuận tiện trong đó. Cũng có người ta đứng ngoài ta hỏi, cũng có người vô tự người ta coi giá rồi người ta lựa chọn. Cũng mua theo cái kiểu hồi xưa vậy đó. Ta đứng ta hỏi giá, hỏi đồng ý người ta mua cũng có. Còn một số người thì vô ta chọn giống như siêu thị vậy thôi. Các chuyên gia nghiên cứu thị trường cho rằng một trong những lựa chọn ưu tiên về mặt bằng của giới kinh doanh bán lẻ chính là các khu dân cư đông đúc, hệ thống hạ tầng hiện đại. Vì vậy, việc sở hữu mặt bằng thuận tiện ở các khu đông dân cư là điều mà các nhãn hàng đặc biệt quan tâm. Cư dân đô thị vốn là một cộng đồng tri thức, có mức thu nhập khá tốt, đời sống cao nhưng không có nhiều thời gian, nên họ sẵn sàng chi tiêu cho các dịch vụ tiện ích chất lượng ngay tại chỗ ở. Thứ hai là tốc độ lấp đầy nhờ sức hoàn chỉnh của đô thị nhanh. Cho nên xu hướng dịch chuyển cư dân ở các nơi khác về đô thị đang theo chiều hướng gia tăng. Bên cạnh đó, các vùng đô thị ngày nay được đầu tư nhiều về hệ thống khách sạn, khu vui chơi giải trí, nên thu hút đông đảo người dân thành phố đến vui chơi, thưởng ngoạn cảnh quan. Với tâm thế vui chơi thư giãn, nên nguồn khách đến đây cũng sẵn sàng rút hầu bao cho rất nhiều dịch vụ mua sắm, ăn uống giải trí. Mô hình hoạt động của các siêu thị cửa hàng tiện lợi hiện đại, cửa hàng thực phẩm sạch đang là xu hướng ở các khu dân cư, khu đô thị. Khi mua sắm ở đây, ngoài tiện ích về việc đa dạng sản phẩm, dịch vụ đặc thù, thì khách hàng cũng được những ưu đãi riêng từ cửa hàng. Hơn nữa, chất lượng, giá thành hàng hóa cũng được niêm yết rõ ràng, tạo điều kiện cho người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian mua sắm và hình thành một nét văn hóa tiêu dùng văn minh hiện đại. Chị hay mua ở đây và chị tin tưởng ở cửa hàng này là đa dạng cũng phù hợp. Nói chung là giá cả thì khi mình đã chọn thì mình cảm giác là giá phù hợp rồi. Mình cũng thấy hợp lý. Nằm ngay khu vực đông dân cư gần chợ phường 9, nhưng cửa hàng thực phẩm Chanh Vàng
vẫn thu hút được đông đảo người dân tới mua sắm mỗi ngày. Trước nhu cầu của người dân về nguồn thực phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch, chị Phạm Thị Thanh Hương, quản lý cửa hàng này đã tìm những đầu mối uy tín để nhập hàng hóa, thực phẩm cung cấp cho khách hàng. Dù trong khu vực có chợ, song cửa hàng này vẫn thu hút và có lượng khách hàng riêng của mình. Thì mình tin tưởng những cái cửa hàng như thế này vì thứ nhất là cái nguồn gốc hàng hóa nó rõ ràng và mình cũng cái chất lượng hàng hóa thì nó là chất lượng cao. Đó, thì và mình tin tưởng nên là mình vẫn sử dụng để cho những cái người thân của mình có được những cái bữa ăn nó có chất lượng. Mới đầu bán thì cái ngành hữu cơ của Việt Nam mình ấy, thì nó còn tương đối mới. Thì chúng tôi cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái sự tin tưởng của khách hàng. Làm sao để mà khách hàng có thể tin tưởng vào mình. Mình phải đem lại cái sản phẩm thực sự tốt để khi khách hàng mà sử dụng và cảm nhận thấy nó tốt và họ bắt đầu tin tưởng mình ấy, thì là mình mới phát triển được hơn với các cửa hàng của mình. Thưa quý vị, các cửa hàng tiện lợi, các siêu thị xuất hiện ở các khu dân cư đã làm thay đổi thói quen mua sắm của người dân. Thay vì mua hàng tại các chợ truyền thống thì người dân đã dần lựa chọn các siêu thị và cửa hàng tiện lợi và đã góp phần thay đổi cái thói quen mua sắm của người dân đô thị. Dạ, chào chị ạ. Chào em. Dạ, hôm nay chị đi đến đây mua gì đấy ạ? Tại sao chị lại chọn mua hàng ở đây ạ? Mua hàng ở chợ truyền thống thì cái thứ nhất là rất là mất thời gian và chị cũng không có thời gian để mà mình đi lại nhiều nữa. Rồi cho nên chị lựa chọn ở những cái cửa hàng tiện lợi để chị mua. Vô đó có rất là nhiều mặt hàng để cho mình lựa chọn theo cái nhu cầu sở thích của mình. Mình muốn ăn món gì thì nấu có đầy đủ hết tất cả các gia vị. Vậy thì chị thấy rằng là không gian của các cái cửa hàng tiện lợi như thế này thì nó so với chợ truyền thống thì nó có cái ưu điểm như thế nào mà thu hút mình đến mua? Thì chị thấy các cái cửa hàng tiện lợi khi mà mình vô mình mua hàng thì có máy lạnh. Cho nên làm cho mình cái không khí của mình nó rất là dễ chịu và mình từ từ thoải mái để mình lựa chọn những cái món đồ mà phù hợp với lại cái nhu cầu của mình. Rồi cái cách trưng bày trong các cái cửa hàng tiện lợi thì sẽ phù hợp hơn, bắt mắt hơn, là mình thấy mình thích mua. Vậy thì theo chị thì đô thị hiện đại thì những cái cửa hàng siêu thị như thế này sẽ giúp như thế nào cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn và mua sắm ạ? Theo như chị nghĩ thì khi mà đô thị mình hiện đại thì mình cần phải có những cái cửa hàng tiện ích này để phục vụ cho bà con nhân dân trên địa bàn. Và cũng như là những cái lượt du khách đến tham quan thì khi mà ta thấy cần cái gì thì ta ghé vào ta mua nó cũng dễ dàng hơn. Xin cảm ơn chị ạ. Có mặt tại thị trấn Đất Đỏ từ năm 2020, siêu thị Bách Hóa Xanh khu phố Phước Sơn đã trở thành địa điểm mua bán được người dân địa phương tin tưởng. Siêu thị mở cửa từ 6 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút hàng ngày. Bày bán hơn 6.000 mặt hàng với đủ loại từ thực phẩm tươi sống đến các loại hàng gia dụng. Dù gần chợ truyền thống nhưng nhờ không gian thoáng mát, hàng hóa phong phú, giá cả niêm yết rõ ràng và đặc biệt mở cửa đến 21 giờ 30 phút nên được người dân thị trấn đón nhận. Tất cả niêm yết rõ ràng, em muốn lựa chọn sao hợp túi tiền của mình thì em mua. Với lại mặt hàng ở đây nó cũng phong phú, nó cũng hợp với nhu cầu của em. Ban đầu thì cũng là vắng vậy, sau này khách hàng vô đây mua và cảm thấy chất lượng tốt, giá thành cũng rẻ hơn và mà vô đây mua hàng hóa nó sạch sẽ, an toàn, đảm bảo vệ sinh thì mọi người ủng hộ rất là nhiều. Tại các đô thị hiện nay đều đã có sự xuất hiện của những siêu thị, cửa hàng tiện lợi hiện đại, thu hút nhiều khách hàng tới mua sắm. Nhiều người dân không chỉ đơn thuần muốn mua sản phẩm hàng hóa về sử dụng mà việc trải nghiệm trong quá trình mua sắm cũng đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tiêu dùng của người dân. Sự xuất hiện của các siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi được đầu tư trang bị hiện đại đã mang một bộ mặt mới cho đô thị, một phong cách mua sắm hiện đại, tiện dụng cho người dân. Hàng hóa trưng bày đồ nó sẽ sạch sẽ, gọn gàng, dễ lựa chọn. Những cái cửa hàng như thế này nè thì họ có cái hệ thống online rất là tốt, xếp hàng rất là tốt. Thì hôm nay là do tiện đường thì mình ghé thôi chứ đa phần là 80% là mình mua online. Ở khi mua online thì các bạn giao hàng tận nơi, mình chỉ có việc xuống lấy rồi mình mang lên chế biến thôi. Nó sẽ giảm đi cái thời gian mình đi, mình chọn, mình lựa. Đô thị ngày nay càng phát triển, nhu cầu để cho người dân tìm đến một cái sản phẩm an toàn để bảo đảm cho sức khỏe của gia đình cũng như là tất cả mọi người. Thì cái nhu cầu hiện nay thì họ rất là lớn. Cho nên mà cái việc mà mình để phát triển cửa hàng mà sạch để mà cung cấp cho người dân sử dụng thì rất là cần thiết.
để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch, tiện lợi, đáp ứng người tiêu dùng. Việc đảm bảo nguồn hàng ổn định cũng như quản lý tốt chất lượng sản phẩm là điều hết sức quan trọng, đòi hỏi việc cấp phép, kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm của các cơ quan chức năng phải hết sức chặt chẽ và thường xuyên. Chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, thu thập, thẩm tra, xác minh thông tin, thực hiện kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả và hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa vi phạm về sở hữu công nghiệp, gian lận về thương mại, các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Thưa quý vị, có cầu mới có cung. Việc mở rộng chuỗi các siêu thị cửa hàng thực phẩm an toàn là xu thế tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đô thị hiện nay. Và niềm tin cho người dân chính là cơ sở để các cửa hàng siêu thị tồn tại. Vì vậy, việc phát huy những thế mạnh về phương thức kinh doanh này cần được các doanh nghiệp tăng cường thật chặt chẽ. Trong đó, công tác kiểm tra kiểm soát chất lượng hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đến đây, chuyên mục đô thị và phát triển xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục tuần sau.